kinh nghiệm lấy vẽ chứ thì đéo lấy cung. Cuối cùng cũng đéo lấy được luôn. Lẹ. Ngang đi. Victor mùa này nó được tiếp sức bởi con Silco ngon nhỉ. Victor bản trước mẹ ra Victor ấy thấy chán đời. Bản này Victor nó có con Silco ngon quá. Nó có bé Silco hút cho 30 mana. Như lại kiểu bút cho khi yếu máu. Thật ngon. Find me greater foes. Ui dồi ôi, ấn lại cái ghép siêu công nghệ à? Lại cái ghép thôi, chả còn cái gì ngon. Ấn xấu quá, ấn này cũng xấu. Trái tim thất đấu thì vứt đi à, bỏ. Khi thất đấu vứt bỏ ngay khi còn có thể. À, cơm miêu hai con. Tí có tiền mua Warwick này. Mua Warwick trên Javan này. Tên này có tiền này, tí vứt Warwick nữa. Cầm cái cục gậy, cố cái cầm gậy. Cố cái cầm gậy. Cầm cái cầm nước mắt cũng được. Đột biến gì ấy nhỉ? Thì chắc đột biến. Quá ngủ. Giảm năng lượng à, cọc cào đúng không ạ? Cái đồ này chưa đột biến được cả nhỉ? Ê lùn này, lùn thì cái sự công nghệ không ngó. True explorers follow the compass in their heart. Đừng đam mê lùn các bạn, đam mê là cút đấy. À, cho lát sai cái, cho con này cái này. Cái này cái này. Ui bài nó bộ ba ma quái các bạn. Đông vãi. Bộ ba ma quái chứ early game gì sợ gì? Đột biến này. Bỏ đột biến vào ông ta. Bỏ cho vào thôi chứ không bỏ đột biến vào đâu nhỉ. Thôi tiết kiệm tiền luôn nhé.
tiết kiệm luôn, kiếm mà ra hai thua cũng được, nhặt đồ. Tôi sẽ nhặt đồ, nhặt nước mắt. Úi dồi ôi, có thể làm thế với tôi được luôn hả? Làm quỷ thư trước ta. Bếp trước đi. Một đồng với là ba đồng, đầu game cũng quan trọng lắm nha. Đâu đùa đâu. Một đồng với ba đồng đầu game nó khác nhau lắm đây. Không phải dạng vừa đâu. Chiều giờ có kèo chưa, chưa chắc bạn các bạn kèo ấy chưa on. Tính mình tính đánh khá dứt chứ mình không tính đánh này đâu. Không tính đánh cho đâu. Nếu mà ra ra hai sớm thì đánh cũng được. Trời ơi, má nó xoáy cái này khổ luôn. Đã đát rồi. Đang để cho thức số Echo. Má mẹ cho đi. Tiết kiệm tiền. Vẫn khả dích nhá. Cái ghép siêu công nghệ thích đánh cái hàng ca rất hơn. Ca dích ván này là ca dích hay nước mắt, biết kiếm. Đấy định mở giờ mới không ăn ra hàng. Không sao. Không sao, không sao. Đằng nào cũng phải đép vào Manza hai nước mắt trước mà. Chứ đánh bảng cho gác thì mình lười lắm. Cảm giác mà bảng này cho gác nó yếu. Này sẽ bám đi thôi. Xong. Xong. Time to start some trouble. Tính kiếm trước nhỉ? Vô cực glitch phép. Tính kiếm trước. Have you met my fleas? I have my orders. Cào rách họng mày luôn. Cào vỡ alo. Phải đẩy bắt những kiếm cơ. Nó không có đại bác luôn chưa? Đến 1000 rồi, mẹ tí cút.
Không có đại bác ngu vãi lìn luôn. Nhìn nó đần lắm. Chắc mình đánh theo kiểu vệ sĩ, hai vệ sĩ, bốn sát thủ, hai vệ sĩ, ba đột biến. Trời, xe đổ mát. Cùng hai phát liên tục kìa. Đúng khai sức nhà mình. Khai sức nhà mình đổ bệnh răng là bét cục luôn. Con gì sát thủ nhà mình không có đại bác là đến như kiểu mã đó. Bét ốc tròn. Phước lành khả bảo thật. Phước lành thôi. Thế thì đóng vô cực luôn nhỉ? Vô cực bàn tay công lý cũng được. Phước lành thì đóng vô cực luôn được. Lên vô cực không ta? Không có huyết kiếm. Cái huyết kiếm chỉ có phải lấy cái bảo hộ ma pháp của nó. Lấy cái siêu ấy, thì nó khỏi bị sốc chết. Vô cực luôn cũng được. Vô cực luôn, giữ win đi các bạn. Giữ win chết. Cùng lắm tí vô cực cái bàn tay công lý là xong. Khăn không ngon bằng đại bác đâu. Gần cái đại bác hơn đấy. Trông vui vãi lề. Đúng rồi, cái đại bác nó bị kẹt, nó bị đi bộ. Rồi, đéo có cung luôn. Khó thế. Không cung không nước mắt, đấy là bàn tay công lý luôn. Nhận đem máu là quý thư trước đi. Quý thư echo. Tí tính. Quý thư đã. Còn đồ cuối tí tính. Nó về. Bốn sát thủ. Bốn sát thủ. Cái gì mà đại bác ăn sáng thì ngon. Khỏi phải đi bộ luôn. Bay cào, bay cào. Ui, con Ire kìa. Ire nó không phải là vừa đâu. Má ốc chết là thua mà. Ốc chết là thua mà. Nhưng mà mai thua. Ire cũng ghê đấy.
Còn đi rê kinh đấy các bạn ạ, đừng đùa. Các sư cô ạ. Sư cô ạ. Sư cô là phải level 9 mới xài được các bạn. Thường thì sư cô mình sẽ xài ở level 9. Mình sẽ tăng, ván này mình sẽ tăng bằng Blitz với lại Braum. Blitz, Braum thì sư cô level 9 mình mới kẹp được. Chứ giờ sư cô kẹp sớm bóp lắm. Tại vì sư cô mà khai thích hai nước mắt này không cần sư cô lắm. Nó hơi bóp. Về late game mới cần. Tầm này bóp. Đó, bài phút 1 mà các bạn chưa có nào hay sao đó đỏ thế đấy. Có siêu cô này không cần đâu. Giờ cho siêu cô vô bóp đây. Thật đấy, nó bóp lắm. Để sao siêu cô bóp bỏ mẹ được. Bán luôn này. Không có xài. Xài bóp. Nên 8 là con người na vô tạm cũng được. Lấy tí thần tượng. Đợi lên 9 nữa. Vậy em chắc phải cho cái tiếng luôn. Metal is harder than flesh. Em phải cho nó cái tiếng luôn. Đồ này không coi rồi. Bố cực biết kiếm luôn. Này làm vốt bẫy. Thôi, ván này chấp nhận nó hơi ngu đi. Chứ cái đại bác bây giờ kiếm đồ ra. Đại bác bây giờ kiếm đồ ra rồi. Mình tính kẹp gần nang. Tính kẹp gần nang ngon hơn. Nang ngon hơn IRE. IRE có tí tái chế. Đẩy máu luôn đi. Đó. Lên 9. Bố. Trời ơi. Đấy. Sau bao nhiêu ngày chơi game thì ván này là một ván đỏ. Đã có ván đỏ rồi. Luôn 20 tiền lên được 2 Kha'Zix ngon. Lên chết tí không? Đã thấy ván đỏ rồi.
giờ chắc là mình lấy cái gang mình làm máy chiếu cũng được, máy chiếu dắp lửa gì, dắp lửa chắc không cần lắm. Đó, bây giờ đây là 9 mới cần con Silco này. Bảo 9 cơ. Bây giờ ấy, cái mình sợ nhất là mình bị khóa mỏm. À không, con này nhiều máu hơn, không bị khóa mỏm. Sợ bị khóa mỏm thôi. Thú tượng này. Lượng vi bỏ vào đây được. Oh, dây xi này. Cái dao luôn này. I can make a difference here. I'm always ready. Let's get cracking. Đẹp, má mà cũng rẻ lên luôn à. Má còn vi lên thì cầm dắp gai counter quá. Ồ, 6 sát thủ à. Lúc chạy 6 sát thủ. Vi sát thủ. Cây ra sát thủ rồi này. Gờ na sát thủ. Vi thì dễ cho nó tăng đi. Cây ra gờ na. Lên 9 xài dây xi nhá. Má bà phun một luôn. Nhìn được đúng em này tăng trông thương thế. Được đúng con red side trông hơi thương. Trông thương quá. Vì bay ra sợ ông đây còn lâu. Bên chép mình sẽ có JC nữa thêm tăng này. Grna đam hơi to đấy anh em ơi, 554 đam mà nó crit lên một cái đi. Nó chọn bắt ca đam đấy, giỡn đi. Grna không phải dạng vừa đâu. Nhỏ Ari chưa kịp tích số. Tính ra mình cần cái bảo hộ tiên tộc hơn. Mình không muốn lấy hai ấn sát thủ. Tại vì hai ấn sát thủ mà khi bạn đặt đam vào giúp gai nó cũng gọi. Mình cần cái ấn 3 này là cái bảo hộ tiên tộc 15 giây khá hiệu ứng ấy. Thì hoặc là gì cái gì ta. Hoặc là cái ấn lấy IRE nhé. Biết đâu tí mình xài IRE 2 cùng sát thủ cũng được ấy. Mình bỏ ô thần tượng đi cũng được để mình dễ xếp bài. Xài IRE vào đây. Đi lên sát thủ có đăng. Đã bị lốc. Giáp này mình để dàn tí cho con JC nhá. Để dàn tí cho dây. Tại mình có ký ép sư công nghệ mình tắt đồ ra. Tí dây xin lắp đồ khác thì bây giờ thêm cái giáp gai nữa. Ảnh hưởng gì nhiều đâu.
thế với rắc găng nó cũng chả khác cái gì, chả khác một tí nào. Rất sai đâu có tăng nổi đâu. Bốn cảnh binh bỏ hai con sát thủ ra hả? Bốn cảnh binh bỏ hai sát thủ. Bốn đấu sĩ bốn cảnh binh hả? Cũng hợp lý. Bốn sát thủ thêm JC với thêm CU. JC CU, JC CU. Lên chết thêm con đấu sĩ được. Được, hợp lý. Thêm tăng, tăng cho châu. Ủa. Thằng này 5 tiền 2 sao nhiều rồi này. 1 con, 2 con này, 3 con này. Sắp 4 con rồi này. Đến 5 tiền này. Mà giáp tự chế để ra chết tầm xa nó trâu lắm. Em mà có siêu cô là có trực bóp nha. Khá giết mình không sợ tim băng nhé. Lấy thất đấu đi, mình cho đại một con gì đó thất đấu đi. JC nó thất đấu cũng được, cho nó tần cũng được. Lại kiếp cái ghép đi. 64 à. Cho Ire thất đấu. Ire thất đấu thì nó phí một đồ. Gần thách đấu đây lẹ lên. Now we begin. Đâu rồi? Lát mẹ ấn. Đây này, cái ấn nó bị lát rồi. Ôi kim chi nó bắn sáng. Phải để ý nha. Thu một con mới làm đéo một cá. Lại thu một con, mày lốc không thì cũng thu có một con. Bởi tiếng mình thay Ire vô mình đỡ sợ. Tiếng mình thay Ire vô mình đâu có sợ đâu. Thế như bốn cảnh binh không? Bốn cảnh binh bốn đấu sĩ không? Bốn kẻ bên bốn đấu sĩ đâu sau đi. Đâu sau làm bốn kẻ bên bốn đấu sĩ luôn. Bốn kẻ bên khóa là cái này luôn này. Bốn đấu sĩ bốn kẻ bên có vẻ ổn hơn. Đâu sau nhé. Đâu sau bỏ hai con này ra. Cho con này vô. Con này vô. Kiếm con cá nữa. Bốn đấu sĩ bốn kẻ bên. À mà đúng rồi, phải có kết liên mới được uống cảnh binh chứ. Quên nhỉ. Thôi cho Daisy nó thôi. Ở kết liên á. Quên mất có kết liên chứ. Ủa hút máu cả.
Thế á. Hả? Đâu có. Ấy đâu là thế thôi. Chết trong dây sinh vô thôi, cầm giáp thôi được rồi. Có tính toán chi cho nó nhiều. Đấy ba đồ này. Ba đồ này cuồng đao, cuồng đao cho con này này, quyền năng tím cho Ire này. Cuồng đao cho con này rất tinh thần, quyền năng cho Ire này, được này. Mình thấy gần Nam cầm, đôi khi gần ngon hơn Yre. Hay ra cùng đao. Quyền năng cho dây cũng được, hoặc cho Vi cũng được. Vi thú tượng đi, đây xin quyền năng. Always ready. I can make a difference. Their twilight approaches. Time to start some trouble. Ván này mình nhiều đao lắm rồi. Tôi để luôn con đấy. Đợi con Ire 2. Đó, tôi đâu đã kết liên nữa đâu. Bỏ rồi. Kha'Zix 3 nó lại hơi xa. VC 2 rồi. Bỏ con Lửa Na đi ha. Xài con Ire luôn lắm. Xài con Ire luôn cũng được. Fully charged. Giờ nó lúc nào, tôi cho nó lúc Kha'Zix luôn, lúc thoải mái, muốn lúc nào lúc. Giờ nó muốn lúc ai, tôi cho nó lúc ở đấy luôn đấy. Muốn lúc ai lúc, team tôi carry nhiều lắm. Muốn lúc ai mày lúc. Lúc Kha'Zix, lúc chai ra, muốn lúc cái gì mày lúc đi. Thoải mái. Thế con Ire 2 nữa đi. Đó gì mà ăn cấp 9 ron mẹ ăn chắc 60 tiền level 9 thôi, cái mẹ gì đâu đỏ cái gì đây. Muốn lúc ải lúc tuổi luôn. Ủa lại thêm cái sát thủ nữa này. Thì kẹp cái Seraphine vô. Lấy thêm cái sát thủ thì mình kẹp Seraphine vô là được rồi. Ủa mình lấy sát thủ thì thôi, tôi lấy cái giáp gai. Lấy cái giáp gai cho con Vi. À Ire 2 cầm diệt luôn này. Đâm cho nó phê. Rồi xong. Apka cá thôi. Rotalon 2 level 9 à? Từ từ.
đều có bản một kênh đấy. Level 9 tôi còn roll được nóc tầng 2 mà cấp 3 con Talon 2 này tôi làm được. Mà level 9 roll nóc tầng này. Phải làm cú level 9 roll nóc tầng 3 này. Nhờ đít bạ Cassadin cái thứ. Mà cái này thật. Thật là phải đang. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.